có những người sinh ra để sáng tạo bầu trời của riêng mình. Như cánh chim đại bàng kiêu hãnh thống trị không gian, những ai dám sáng tạo bầu trời là chúng nó thực sự của mặt đất, biến đam mê cháy bỏng thành phần chương vĩnh cửu, để những tầm nhìn vĩ đại kiến tạo nên chân trời mới. Biến mỗi phút giây sống thành trải nghiệm xa hoa độc bản. Có người làm chủ thời gian và không gian, chủ nhân của sức mạnh và uy quyền chưa từng có, chủ nhân của lối sống thượng lưu đậm chất bờ tây nước Mỹ, nơi hội tụ những nhân tố tinh hoa kiêu hãnh như cánh đại bàng. Vì chủ nhân xứng tầm của The Bay Solar, sống trọn chất Mỹ, làm chủ tầm cao.